Ngay sau khi Đài Truyền Việt Nam và một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về vụ việc phá rừng nghiêm trọng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cử đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm vùng 4, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ các hành vi vi phạm. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Cục Kiểm lâm về vấn đề này. Thưa ông, xin ông cho biết trong gian qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như là Bình Định đã xảy ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng. Hiện nay thì một số chủ rừng cho rằng cái lực lượng quản lý bảo vệ của họ quá mỏng. Xin ông cho biết ý kiến của Cục Kiểm lâm như thế nào về việc này? Ở đây không thể đặt vấn đề là mỏng, lực lượng mỏng được, mà là phải là vấn đề là cái xem rõ cái trách nhiệm của chủ rừng và trách nhiệm của các cái lực lượng chức năng như thế nào. Và thực tế thì trong thời gian vừa qua thì các một số chủ rừng đã buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, cho nên đã để xảy ra cái tình trạng là rừng bị phá. Từ cái phản ánh của báo chí cũng như là cái nắm bắt của chúng tôi thì thấy rằng là rõ ràng rằng là chính quyền cơ sở, nhất là cấp xã, đã có biểu hiện buông lỏng quản lý và thiếu tinh thần trách nhiệm để dẫn đến cái tình trạng phá rừng. Thứ hai là kiểm lâm địa bàn cũng không làm tròn vai trò trách nhiệm của mình trong cái chức năng tham mưu cho chính quyền cấp xã trong bảo vệ rừng cũng như nắm bắt các thông tin về diễn biến rừng trên địa bàn mình quản lý. Thưa ông, hiện nay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm lâm và các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang tiến hành phối hợp với các địa phương để tiến hành điều tra làm rõ, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong các vụ phá rừng như thế nào. Hiện nay thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kiểm tra xác minh làm rõ cái sự việc. Và đối với Cục Kiểm lâm thì cũng đã có văn bản chỉ đạo ngành dọc, tức là Chi cục Kiểm lâm vùng 4 và Chi cục Kiểm lâm Bình Định là kiểm tra xác minh làm rõ trách nhiệm của các cái tổ chức cá nhân vi phạm. Mức độ vi phạm đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật đến đó. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đoàn Hoài Nam về cuộc phỏng vấn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phải chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm nay.